Xin chào các bạn, mình đã có mặt tại Cơ Lỡ thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, và mình xin giới thiệu với các bạn một địa điểm check-in vô cùng mới mẻ và rất thu hút trong thời gian gần đây. Đó là một ngôi miếu, nhưng nghe đến cái tên của nó, các bạn sẽ có đôi chút run rợn đấy. Ngôi miếu này có tên là Miếu Âm Hồ, thuộc thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Miếu Âm Hồ là nơi thờ cúng những người đi biển gặp nạn không trở về. Tại sao một nơi thờ cúng những âm hồn lại trở thành một điểm check-in hot như vậy? Để giải thích cho điều này thì có lẽ đến từ vị trí rất đẹp của ngôi miếu, nằm tại ngay cửa biển, một vị trí rất đẹp các bạn. Và điều thứ hai đó chính là thiết kế của ngôi miếu. Ngôi miếu được thiết kế theo mô hình giống như một chiếc tàu vậy, thật sự rất sinh động và gần gũi với bà con vùng biển nơi đây. Và với việc ngôi miếu được thiết kế giống như một con tàu, nó thể hiện biểu tượng đặc trưng của địa phương nơi đây, đồng thời thu hút du khách đến tham quan, kích cầu du lịch cho địa phương. Khung cảnh nơi đây đúng đẹp phải không các bạn? Thật sự rất đẹp đấy các bạn ạ. Đứng trên mũi tàu của ngôi miếu, hoặc các bạn có thể leo lên trên ống khói ngắm nhìn cái đẹp ở Cửa Lỡ, thật sự là một điều rất tuyệt. Từ đây các bạn có thể thấy được tượng Phật Quan Âm tại chùa Minh Đức luôn đó các bạn. Và giờ xin mời các bạn cùng mình đi một vòng để ngắm nhìn vẻ đẹp của khung cảnh ở khu vực Cửa Lỡ này nhé. Thấy đẹp thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe luôn nhé các bạn.